Xin chào em. Rồi. Ủa Mà chị em muốn kiểu như em khẩu trên dưới được 5 tháng, nhưng bây giờ cái mặt em nó còn nét đàn ông á chị, về muốn cái nét cho em phục kiểu như giống gái Hàn á chị, em muốn đập mặt luôn á. Rồi, cái mũi này cưng làm 5 tháng hả? Bữa nay mới làm được có 2 tháng à. Em làm đơn thường hay là cấu trúc? Em đang thường á. Em nhìn góc nghiêng cho chị xem, nhìn góc nghiêng cho chị xem. À, quay quay mặt vô đây xíu là không thấy. Em quay qua cái nó đưa cái mũi ra ngoài rồi. Xích 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 lại phía bên này chút xíu. Quay quanh góc này đi, quay góc bên này. Ok. Quay vậy xong cái nó che cái mũi rồi, em phải kéo cái đầu ra đằng sau thì chị mới thấy được cái góc mũi của em. Ok, rồi. Rồi, ok. Bây giờ cho chị hỏi tế nhị chút xíu. Em là LGBT hả? Hay là em là nữ? Em để như em nói LGBT. thì em là người trí nhớ nữ, em mới chuyển giới À, sang. ok, rồi. Đúng rồi, bây giờ nhìn trên gương mặt của em thì hiện tại là cái mũi nó làm cho em không có cái nét nữ tính, bởi vì nó to quá. Nó to quá, đúng không? Mà nếu mà nâng thường mà to như vậy á, thì bây giờ chị nghĩ là cái góc mũi ban đầu của em nó to sẵn rồi, hay là em nâng vô nó mới Đúng to rồi, như vậy? không, cái góc mũi em hồi xưa là nó bự với lại nó cũng cao sẵn rồi chị ơi. À, ok. Em ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở tỉnh? Dạ em ở Phú Quốc á, tại vì 19 này là em đi qua Thái em phẫu thuật trái cổ, như là em dòng em làm cái giọng dây thanh quản cỡ 12 ngày em mới về, xong em qua chị á. À, ok, vậy thì tốt quá. Sau khi em phẫu thuật về em ghé chỗ chị thì vừa rồi đó cũng chị cũng có một khách hàng, không biết em có xem trên Facebook của chị không. Cái chị đó tên là Úc Ngô, cũng một cái trường hợp bị hệt như em vậy. Thì cái vừa rồi chị về, chị đi Thái Lan, chị cũng phẫu thuật chuyển giới, cũng cắt trái cổ xong rồi làm bên dưới. Thì khi chị về thì chị ghé bệnh viện của chị, thì cái lúc mà chị ghé thì cái gương mặt, nói chung là gương mặt chị tệ hơn em bây giờ. Tệ hơn em bây giờ chứ không phải được như em bây giờ đâu. Nhưng mà sau khi một tháng thì chị cũng bên chị cũng chỉnh lại mũi mắt các thứ cho chị, thì bây giờ chị rất là đẹp luôn. Chị đẹp hơn chị nhiều, chị đẹp hơn chị nhiều luôn. Thì nếu như mà em có muốn xem thì một lát nữa em cứ inbox Facebook hoặc Zalo của chị sẽ gửi hình trước và sau chỉnh sửa chị ấy cho em xem, thì để em xem là em có thích cái style đó hay không. Chị em thích theo kiểu style sao hạng á chị, kiểu như em thì em có đủ tiền á, bao nhiêu em cũng chịu đủ trơn á. Áo thì tiền bạc không ấy, mình phải làm đúng thôi. Cái mặt của em bây giờ nếu mà em thích style sao Hàn á, thì là tức là cái mũi này nó phải nhỏ hơn, nó phải nhỏ lại một chút nha. Với lại ấy là gọt Không, đừng gọt hàm, cái hàm này có đầu gọt, chị. nghiêng góc nghiêng coi, nghiêng góc nghiêng đi em. Ờ, cũng có góc vuông, đúng rồi, có góc vuông. Thích thích kiểu mặt trái xoan phải không? Nếu mà trái Em thích xoan thì là cái mặt phải gọt kiểu rồi. như của mấy bà sao hàng á. Mấy cô mà gái hàng á, thì thường thường á, là thứ nhất á, người ta sẽ chú trọng những cái vấn đề như sau. Đầu tiên á, là da, thứ hai là cái mắt không có được cắt mí quá to. Đó là cái mắt của em hiện tại ok, em để nguyên nha. Em có đeo kính nhẫn tròng không? Em có đang keo lên nhẫn tròng không? Hello, nghe không cưng? Em có đeo kiểu như đeo đeo em có đeo đeo kính nhẫn tròng kiểu như bị cận đó chị. Ok. Vậy thì chỉ sửa cái mũi Ủa mà thôi. chị Nếu có mà hạ bây giờ có muốn hạ gò là chắc là má phải không chị? làm luôn cái gò má quá. Ừ, đúng rồi. Em mà gò góc hàm thì em phải làm luôn cái gò má. Gò má em không quá cao nhưng mà cái độ bè ở chỗ này nè, nó sẽ làm khung xương mặt của mình to. Thì nếu mà em mà muốn mà đã quyết tâm như vậy thì em chỉnh luôn cái góc hàm với cái gò má ha. Cái mũi em sẽ làm nhỏ lại, không có làm cái sóng to như vậy. Cái mắt để nguyên, lông mày để nguyên. Và sau khi mà gọt hàm rồi hạ gò má xong khoảng độ 3 tháng đó, bắt đầu mình coi là cái da nó có chảy xệ không, mình xử lý phần da chảy xệ. Và em sẽ phải tiêm chỉnh một chút xíu nữa, đó là cái cằm em nó hơi nhọn nha. Cái cằm em nó hơi nhọn chỗ này, em phải tiêm một tí hai bên này nè để cho nó tròn đầy. Hello, em còn đó không? Thì nó lại được không, chứ cái em nó bị cái kiểu như bằng yếu hay gì Vậy thôi, em vậy thôi chứ cũng không có thấy cái gì nhiều. Môi thì ok hết rồi, mắt ok rồi. Lông mày này thì mai mốt khi nào mà chỉnh cái mũi xong á, thì là một tí đầu lông mày vào. Tại hiện tại là khoảng cách đầu lông mày hai bên hiện giờ là đang hơi xa. Đầu lông mày á, em cho em khắc vài sợi vô cho nó tủa tủa, nó gần vô một chút xíu. Nha.
Cũng đẹp quá trời, kiểu như của em mọi luôn, người nhìn thấy, kiểu như của mọi em người lên nhìn mặt thấy mà bả đẹp ghê chưa. Con gái mình á, bả chỉnh chỉnh chút nữa thì con gái mình là thua đất luôn, thua xa luôn đó nha. Mí cười.